Nghiệp chướng bao gồm theo từ căn, thiệp lâm hạ kinh quả vô ương bồ đề. Ngờ mong chư Phật khi ta vừa vô lòng lòng kinh minh trở nên nghiệp này từ chúng thái bồ tử căn năng. Nam mô bồ tử ca mâu ni Phật tán đại chúng minh. Yeah.
Thank you.
Yeah.
Tìm đạo vọng sáng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh,
Phong miệng